bé này chinh phục em. Mập xấu, không được duyên với lại Sang lắm. À, không, em trẻ hơn, rõ ràng em trẻ hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo để xem họ mang đến đây cho chúng ta câu chuyện gì. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Chào tụi em. Chúng ta bắt đầu câu chuyện sẽ rất là thú vị đây. Bây giờ xin mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh chị, em tên là Mai Quyên. Năm nay em 27 tuổi rưỡi. Hiện nay em làm nhân viên văn phòng ở một cái hãng xe. Nói con em. À, em tên Hữu Lợi thì cũng làm chung với lại Quyên. Em năm nay nhỏ hơn bé này 2 tuổi. À, nhỏ hơn bé này hả? Rất thành thật, rất thành thật. Nhưng mà nói cho bé để bé mừng á, là cái em này á, em già hơn bé nhiều lắm. Dạ nhiều lắm. Ai cũng nói giống chị. Chuyện mà em hay là ảnh chinh phục em thì cái chuyện là bình thường đúng không? Dạ. Không, ngược lại anh, bé này chinh phục em. Ồ. Em phải rất là vất vả luôn á. Phải không? Thôi. Cũng chảnh lắm. Thôi à, hai em chắc có lẽ là quen nhau trong một cái công ty đúng không? Dạ, dạ đúng, quen trong công ty luôn nhưng mà công ty khác. Xưa là em thì em vô làm trước, giống như sư tỷ vậy đó. Bữa đó thì ngồi trực dưới văn phòng thì cái em đang ngồi trực á thì Lợi vô xin việc. Xin việc xong rồi cái bản đi chắc cũng phải một tuần sau á thì lại quay lại phỏng vấn cũng ngay cái ngày em trực ngay đó nữa. Có duyên. Dạ có duyên á thì nói chung là thấy cũng mập xấu. Không gì ấn tượng hết rồi mập và xấu. Không, gặp em là cái nó xấu không à. Mập xấu mà có duyên phải không? Ban đầu gặp em thấy em xấu xấu mà em thấy em bình thường mà. Cũng có duyên mà. Xấu xấu đi cho em cào em bấu. Không mà tại vì lần đầu tiên gặp Quyên thì thấy cũng ngạc nhiên lắm. Nhân viên tiếp tân gì đâu mà nhìn nó không được duyên với lại Sang lắm. Rồi sao em là người chủ động của cô Quyên hay là Quyên? Dạ không, hồi xưa là do em đi gặp khách hàng đó là em làm biến đi xe máy lắm. Đi đâu cũng bắt chở đi hết trơn á. Xong rồi chở đi một thời gian rồi nói chuyện nhiều thì tìm hiểu nhiều thì cũng có tình cảm nhưng mà cũng có qua mấy cái chuyện nó cũng gọi là sóng gió. Nên là mới đụng nhau chứ không phải là có một sự đụng chạm nhẹ hả? Cũng phải ngồi sát sát rồi cũng đó. Phải ôm chứ mà rồi ly thi quen chậu vợ chồng quen hơi đó đúng không? Mà có khi nào mà ôm hết giùm tay không? Dạ hết chứ, luyện riết rồi bây giờ là sau này cố gắng lắm anh. Rồi thì cái thời gian hai em quen nhau thì ở trong công ty có biết không? Dạ không, tụi em giấu mà, giấu ghê lắm. Mà lý do gì giấu? Giấu là tại vì ngại á. Cũng ngại với lại em là phong thủy, sợ. Có sợ ngại là các chuyện tuổi tác không? Dạ không, em trẻ hơn mà, rõ ràng em trẻ hơn. Em chỉ sợ là giống như là phong thủy là quen nhau mà chưa bao lâu mà công bố cái đất giữa chừng á, cái em bắt giấu. Giấu được bao lâu thì cái kim trong bọc nó lùi rồi. Đây, ở đây lòi ra đây anh. Nhắn tin mà cũng nhắn tin nhầm nữa. Nhắn tin cho em mà nhắn vô cái group của công ty mà hay mời đi ăn uống này nọ đó. Rồi xong. Em đi chơi đâu về em nhắn là nhớ L quá, yêu L nhiều. Rồi ngủ ngon rồi đó nhắn rồi sáng mai ai vô cũng hỏi ủa hôm qua Quyên nhắn tin gì. Em bước vô từ cái ở ngoài bảo vệ mà xuống dưới xưởng luôn là ai cũng hỏi em hết trơn là hôm qua nhắn cả. Nhắn lộn vô cái group đó mà biết hết rồi. Rồi bây giờ khi mà công ty biết rồi nhưng mà gia đình thì sao? Về gia đình thì sao? Gia đình em thì cũng dễ, không có khó khăn về vấn đề tuổi tác. Dạ nên thì lúc dẫn về nhà ban đầu thì cũng ba mẹ cũng có hỏi tuổi thì ba mẹ chỉ nghe xong rồi cho qua luôn chứ mà không có thắc mắc tưởng tuổi. Em trẻ đưa cái chàng rể này về là ba mẹ em ưng liền không? Thấy cũng ưng á, tại vì hồi đó giờ em không có đưa ai về hết á. Tại thấy Lợi cũng hiền, nói chung là hiền khô à. Chứ chị mà đưa một chàng rể về là chị hơi bị băn khoăn á, là vì to con quá, sợ con của mình á tội nghiệp á. Ba mẹ em có cái suy nghĩ giống chị không? Dạ không, thấy nói chung là khen, mẹ khen là thấy Lợi hiền. Hiền ít nói rồi thấy chắc cũng đàng hoàng. Dễ thương mà, mặt dễ thương mà. Dễ thương. Dễ thương đúng không ạ? Mặt xinh xinh mà mình mặt nhìn Doraemon vậy á. Hồi xưa là không phải là tự nhiên đi chung mà quen đâu. Rồi cũng em cũng khó khăn vất vả lắm luôn. Là tại vì hay chở em đi rồi bữa nó đi nhậu về rồi tông xe xong rồi cái về cái trốn em luôn. Sao vậy? Ngại anh, tự nhiên chở bạn gái đi mà bị tông cái xe đầu quê. Quê mình thấy mình không vững vàng đúng không? Do công ty em thấy em cứ đi cửa trước cái tự nhiên thấy đi lạng cửa sau. Cái em đi qua cửa sau cái thấy đi lạng cửa trước. Cứ đi không bao giờ mà nói chuyện hết, cái em nói ủa kỳ vậy trời, mình đâu có làm gì đâu, mình đâu có lỗi gì đâu. Mà mất công mà tại sao lại tránh mặt mình, cái em lên kế hoạch em cua cho được luôn. Cua cho được rồi thôi. Cua cho được. Tính cua được, bỏ cho bỏ ghét mà bỏ không được.
to rồi, rồi. Nặng quá. Anh thấy mỗi lần em kể chuyện em nhìn chồng em với một ánh mắt rất là trìu mến và yêu thương. Thương lắm luôn. Mà bị cái sao không thương vợ hay sao á? Em có thương vợ không? Có mà anh mà cứ bị gán ghép với tội là không thương vợ không biết sao đó. Em thề đi, thề em mà em không thương vợ em ốm đi. Không 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 thề. À, anh Thảo nè, đến bao lâu thì hai bạn lấy nhau? Đúng 3 năm ngày quen nhau là cưới nha. Được có mới có 9 tháng 9 tháng 10 ngày. Mới lấy nhau là 9 tháng 10 ngày. Wow, dạ. Số đẹp dữ. Dạ. Rồi giờ có dấu hiệu gì chưa? Dấu hiệu gì anh? Tao mới nói cái chữ 9 tháng 10 ngày rồi. Có dấu xanh đó. Có dấu xanh chưa, 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 chưa. Tụi em chưa muốn có hay là... Không, cũng đang... Đang kiếm anh. Tới đâu thì tới đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau về rồi, chồng em có tật xấu gì không? Dạ có, mà cái xấu lớn nhất luôn á là vô tâm vô tư á. Không thương vợ đúng không? Dạ đúng rồi, không thương vợ. Cái gì cũng nghĩ là cho qua được, cứ chuyện nào thì cũng nói là chắc là em làm quá lên chứ anh thấy bình thường. Ví dụ chuyện gì mà theo em là không bình thường mà bạn này nói là bình thường? Dạ ví dụ như thích mê việc với lại mê công nghệ. Em không biết mê cái gì mà mê dữ vậy luôn á. Coi như là từ sáng đến chiều mà ở công ty á là em thấy là ngồi ở trên máy làm việc suốt rồi. Cái 5 giờ hết giờ, chở em về tới nhà là thả em ở nhà xong rồi anh đi cà phê nha. Cái anh ra đó anh ngồi làm việc. Làm việc đâu tới khoảng 9, 10 giờ về anh làm việc tiếp. Tới khoảng gần 1 giờ thì đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy đó. Dạ. Không có anh. Ngày sao? Tuần 3-4 ngày thôi anh ạ. Ra quán phê làm gì vậy? Thì em gọi khách hàng rồi em làm việc linh tinh. Thì thật ra tại vì cái đó là thói quen lúc trước khi mà quen bà xã em. Là em cứ ra đó ngồi rồi gần như cái huông á, cái quán cà phê hơn đó thì cứ mỗi lần mà có khách hàng gì hẹn đó thì lúc nào cũng chốt được á. Thành công. Nên là cái chỗ đó là em thích ngồi từ 7 đến 5 nay rồi. Nhưng mà em cũng thắc mắc, em nói là thì 8 tiếng đồng hồ ở công ty thì cứ việc gọi khách hàng thoải mái thôi đâu mà không. 8 tiếng đồng hồ ngồi công ty là chỉ ngồi là làm việc khác, những công việc khác. Cái đó là cái hên của người ta mà nhiều khi cái hên của ổng là từ 5 giờ tới 9 giờ sau. Đúng không? Đúng không? Rồi lúc đó em ở nhà em làm cái gì? Dạ thì đó chán thì coi tivi xong rồi cái dọn phòng rồi cứ đi tới đi lui tại vì ba mẹ chồng thì cũng đi làm tới khoảng gần 7 giờ hơn mới về. Thì nhiều khi về thì một đó là em chờ chồng em về mới ăn cơm, còn không đói quá thì em lên ăn với ba mẹ rồi ngồi ăn chút xíu cái ba mẹ cũng coi tivi này nọ. Rồi em lại xuống phòng thủi thủi có một mình à. Đó mà em nói hoài à mà thấy không có thay đổi. Lại nghe thấy thương vậy. Thấy thương. Thấy thương không? Thấy thì không. Cũng có thấy thương mà em quen rồi nên em cũng cũng thấy thương. Cứ nói là anh thấy quen rồi nên thấy đâu có gì đâu, bình thường. Nhưng mà có lần nào thì Nguyên đi với Lợi ra quán cà phê? Đúng rồi, tại sao em không có ra? Em biết quán cà phê đó luôn, em biết cái quán đó là không có con gái. Sao em không ra đó ngồi uống chung với chồng rồi cứ mỗi đứa một cái laptop? Dạ vậy cũng chán nữa. Chán luôn hả? Dạ. Tại vì sao ở nhà không nói chuyện với ba má chồng? Thật ra là em cũng ngại. Tại sao ngại? Thì nhiều khi em cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu. Nên là em muốn chồng em ở nhà làm vậy. Muốn mà có chồng đó thì chồng kiếm chuyện ra, chồng nói rồi cả nhà cùng nói. Ở đây không có nói gì hết. Xong rồi em cũng ngại luôn, cái em cũng không nói luôn. Vậy hả? Rồi cứ coi như là chuyện của ai người đó làm. Dạ. Rồi hiện giờ là ba mẹ chồng em á, thì em sẽ xưng hô như thế nào? Em kêu bằng ba mẹ, em cũng... Kêu bằng ba mẹ. Dạ cũng không ngượng nhá. Thôi trước khi cưới thì cũng nghĩ trong đầu rồi, chắc cũng khó kêu lắm mà cũng. Rồi đó là gọi là bác hả? Dạ. Bây giờ là ba mẹ rồi, các cụ gọi em sao? Gọi bằng con dâu nên là em cũng không thích. Em không thích gọi cho con dâu chứ em muốn gọi gì? Dạ muốn gọi con thôi. Ví dụ như buổi sáng á, thì ba mẹ cũng hay mua đồ ăn sáng á, thì cứ gõ cửa thì kêu là con trai với con dâu đang ăn sáng. Hoặc là ví dụ như hai đứa đi đâu về mẹ cũng kêu là con trai con dâu lên lầu ăn tối đi, nhưng mà em không thích gọi là con dâu như vậy. Em có nói với mẹ chưa? Không, nói với chồng. Em chưa nói với mẹ hả? Em có muốn nhân cơ hội này em nói với mẹ không? Dạ thì cũng muốn, nhưng mà theo em nghĩ á, là ba mẹ thì cũng không có ý gì trong cái chữ con đúng, dâu đúng, đó đúng. Dạ. Chị cũng suy nghĩ như vậy. Dạ. nhưng mà đáng lý ra là em phải nói mẹ ơi mẹ gọi con là con đi. Ví dụ vậy lắm. Thì bây giờ bữa nay á, nhân cơ hội này em nói đi. Dạ. Em nói với ba mẹ đi. Con muốn ba mẹ là gọi con là con gái hoặc là con thôi chứ đừng gọi là con dâu. Có vợ sâu sắc như thế mà đó là một cái điều rất là chính đáng đúng không em? Rất là sâu sắc. Cảm xúc của em nãy giờ như thế nào khi mà em nghe những cái tâm sự rất là thật của vợ em? Chương trình này thì chồng cũng muốn hứa với vợ là chắc trong vòng từ đây tới cuối năm thì sẽ cố gắng thay đổi những cái thời khóa biểu đó. Dạ. Từ đến cuối năm cho lâu ạ. Lâu ạ. Lâu ạ.
có thay đổi về bản chất con người thì khó, chứ còn thay đổi về cái lịch trình công việc như thời gian nó dễ lắm đó. Trong tầm tay của mình control được hết mà là từ đây đến cuối năm là lâu lắm ạ. Em nói là từ đây đến cuối năm. Từ đây đến cuối năm là phải hóa giải được và phải làm được cái việc là tạo một cái sự gần gũi, thân thiết, gắn kết cho vợ và ba mẹ của mình. Dạ. Đó, để chuẩn bị cho baby ra đời. Đó, thì cái đó mới là cái... Được không? Dạ, được rồi. Dạ, được. Hứa nha. Hứa. Rồi. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ. Chiều nay hẹn 5 giờ quá rồi. Dạ, dạ.